Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Hư không huyền minh, vẫn là người trẻ tuổi dám xông pha hơn. Nghĩ tới tiểu tử đồ, đồ cái bộ dạng không thể nào ngồi yên được đó. Đúng là khiến chúng ta có cảm giác anh hùng tuổi xế chiều vậy. Lão Ngụy, chúng ta đã già rồi, không thừa nhận cũng không được. Lục Tý, quân đoàn trưởng của huyền minh quân ta đã đi, mặc tộc các người mà muốn đánh, thì nhân tộc ta sẽ tiếp tục theo đến cùng. Hơi, ai biết có phải hắn đi thật hay không, có khi lại đang mai phục ngoài cửa vực, nếu muốn đại chiến thần. Vậy hắn quay về giết thì phải làm sao? Nhân tộc quả nhiên là xảo trá, không làm ta yên tâm được. Cửa vực của huyền minh vực. Sư đệ, sao không đóng cửa vực lại? Nếu đóng nó lại, mặc tộc sẽ hoàn toàn bị nhốt chết ở trong huyền minh vực. Không được, thật sự là làm như vậy, chỉ ép cho mặc tộc liều lĩnh, huyền minh quân tạm thời không chuẩn bị tốt. Đúng thực như vậy, ngươi nói không sai. Phía mặc tộc ở bên đó đã đồng ý cho mượn đường, chính là đã bị sỉ nhục lớn. Nếu đóng cửa vực lại, mặc tộc đó ắt sẽ đại chiến với nhân tộc. Nếu đánh nhau thật, nhân tộc ắt sẽ thua và kết quả là con đường, là con chết con què. Mặc tộc có thể chịu tổn thất thất bại, nhưng nhân tộc không thể nào chịu nổi nữa. Lúc này ta đột nhiên có chút hiểu được cách làm là hy sinh của các lão tổ cửu phẩm đó thôi. Chỉ cần các vị đó ở sơ thiên đại cấm không gục ngã, thì mặc tộc sẽ không thể nào bị diệt, dù thế nào cũng không diệt sạch. Chỉ riêng về sự lớn mạnh thì không thể nào thay đổi được trạng thái của hắn. Chỉ có toàn bộ nhân tộc mạnh lên mới có thể đối đầu với hắn. Mấy chiến trường đó, đối với nhân tộc chính là một kiếp nạn, cũng là một nơi để rèn luyện. Nhân tộc trước mắt cần quyết sống chết với mặc tộc. Hoa được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng mãi mãi sẽ không bằng hoa dại sống lay nắt ở trước lắng gió. Đột nhiên ta có một cách, có lẽ là sau lần này có thể tới tổng phủ tử để bàn chuyện với Hạng Sơn một chuyến. Cái gì? Cách gì? Bí mật. Ngoài huyền minh vực. Không ngờ mặc tộc lại không phá hủy các điện càn khôn ở trên các đại vực, tiện cho chúng ta đi đường. Tiếp tục mượn các càn khôn điện này, nhưng phàm là mặc tộc chấn thủ thì giết sạch. Vâng. Sau 2 ngày, các đội viên chú ý đi qua cửa vực chính là đến Tương Tư Thành rồi. Có lẽ cửa vực đó có mặc tộc chấn thủ, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận. Tương Tư Thành, chuyện gì vậy? Không ngờ ở đây lại không có mặc tộc bay bố. Diệt thế ma nhãn. Trên đại lục đó có mặc tộc chi lực chảy qua, sợ là có quân trinh sát của mặc tộc giám sát. Tình hình không quá gay go, cửa vực chỉ cần có người giám sát, không có bài bố gì. Thả hiện là mặc tộc vẫn chưa thu lưới, Tương Tư Thành may mắn là các võ giả nhân tộc vẫn chưa bị bắt hết. Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước. Đại nục. Tới mặc sao truyền tin cho Mana gia đại nhân, hai tàu chiến của nhân tộc xuất hiện rồi. Vâng. Địa bàn của thâm mù. Mana gia vực chủ. Chư vị Dương Khai đó tới rồi. Ơi, Xà Tâm vực chủ, tới thật rồi. Nhục Dực vực chủ, có thể xác định là Dương Khai hay sao? Phía dưới mấy tên không ra gì kia không nhận lầm người đấy chứ? Đại khái là có thể xác định được, tuy không quan sát được chính tên Dương Khai, nhưng hình dạng của hai tàu chiến đó tương tự với tình báo mà Huyền Minh vực truyền lại. Anh Tháp vực chủ, nhiệm vụ vốn dĩ của bọn ta là mượn chuyện võ giả bị vây khốn ở Tương Tư Thành để dụ mấy tên thợ săn nhân tộc tới, chứ không nghĩ là sẽ câu được một con cá lớn như thế. Tân Nga vực chủ, Dương Khai đó ở Bất Hồi Quan đại náo một phen, nên chúng ta không thể nào đánh giá thấp hắn. Không sai, người này chính là đại địch của mặc tộc, chúng ta phải nghĩ cách thay vực chủ xử lý hắn.
bên trong bồn địa thâm mù. Đâu phải là bát phẩm nhân tộc bọn ta chưa từng giao thủ qua, bọn bát phẩm cấp cao nhất cũng chỉ có vậy. Nếu Dương Khai cũng là bát phẩm, không lý nào lớn mạnh như vậy. Mướng chủ cũng không hiểu chuyện này. Ây, tên này không giống bát phẩm, càng giống cửu phẩm. Thủ đoạn của nhân tộc quỷ dị khó lường, liều mạng sống chết. Và thực lực mạnh yếu không thể nào sánh với nhau được. Kết hợp với tình báo hiện giờ đã có, Dương Khai chắc là mượn thủ đoạn đặc biệt nào đó mới có thể một đòn giết chết vực chủ. Vương chủ đại nhân đoán thủ đoạn này chắc chắn là có liên quan đến thần niệm, bên huyền minh vực cũng ấn chứng. Mỗi lần trước khi Dương Khai ra tay, sức mạnh thần hồn đều dao động rất nợ hại. Chư vị nghĩ đi, nếu thần hồn của cây bỗng nhiên chịu tấn công mạnh, tâm thần không ổn định, nếu bị cường giả cung cấp tấn công sẽ ra sao? Không chết cũng bị thương. Vậy đúng rồi, Dương Khai giết người chỉ trong một thoáng. Chư vị nhớ bảo vệ tốt thần hồn của mình, đừng để hắn thừa cơ. Ngoài ra, vương chủ đại nhân quan sát thủ đoạn đó của Dương Khai là bí thuật một chiêu đả thương địch, đả thương mình. Nói cách khác, bí thuật này hắn không thi triển được mấy lần. Chắc không. Bên huyền minh vực cũng chứng thực, thủ đoạn đó của hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thi triển thêm, bản thân của hắn cũng không chịu nổi. Nói vậy, chúng ta hai người một tổ, cùng tấn công đủ để chế ngự hắn. Maraja, bây giờ thu lưới hay sao, cá lớn cắn câu rồi, không cần phải chờ nữa. Có thể phong tỏa vực môn, nhưng chúng ta không vội ra tay. Còn 5 vị vực chủ đang trên đường, tính thời gian chắc là đến tương tư vực rồi. Ngươi còn mời cả viện binh. Lạ thật, bên đó dường như có một đạo khí tức rất là giống với lão phù. Chờ đã, gan to bằng trời, sao ngươi lại mang mấy tên này ra rồi? Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta làm sao mà ăn nói với Dương Khai? Sao ngươi cũng đến rồi? Dương tiểu tử muốn đến tương tư vực, Ngọc Như Mộng mấy người đàn bà này muốn đi theo, ta không có cách nào. Ta không có cách, mấy tên nhóc thanh niên cường tráng, sao chịu nổi cả ngày trốn trong tinh giới? Ta già rồi, không chịu nổi mấy đứa nhóc này, nên... Ngươi đúng là... Ngươi là ta, ta chính là ngươi, ngươi mắng ta chính là đang mắng mình. Không nói nhiều với ngươi nữa, tình hình ở bên tương tư vực không ổn, nhân lúc tình thế còn chưa hỗn loạn, ngươi mau dẫn họ đi đi. Thôi được. Có chuyện cần nói với Dương Khai hay không? Nếu nói, chắc hẳn không thể nào không nói. Nhưng không nói, sau này ta phải giải thích thế nào? Lão đại nhân, ngươi có phát hiện ra điều gì khác thường hay không? Không, không có. Ngươi phát hiện ra điều gì khác thường rồi? Chẳng lẽ là khí tức của tên nhóc này bị Dương tiểu tử phát giác ra rồi? Ấy, đề phòng lỡ như, vẫn là dùng thần niệm thăm dò trước một phen. Nắm vị vực chủ. Ơi, để ta tìm thấy rồi. Hai chiến hạm bị phân thần. Ơi, ngốc tiểu hắc, mau thu nước miếng của ngươi lại đi. Cũng không biết là khi nào mới có thể tìm thấy sư tôn. Trong tương tư vực có không ít thế lực mặc tộc, các ngươi nhớ phải cẩn thận. Có cường địch tập kích, các ngươi tăng tốc tiến lên. Có cường giả mặc tộc ra tay rồi, uy thế này là vực chủ. Có cường giả mặc tộc ra tay rồi, uy thế này là vực chủ. Không chỉ có một vị, ít nhất là có 3 vị, còn có thể nhiều hơn. Lẽ nào là có du nghiệp giả đã bị lộ hành tung? Ơi, vực chủ đích thân ra tay, sợ là họ khó thoát kiếp này. Còn chưa từng thở giao thủ với vực chủ nữa, đại sư huynh, chúng ta đi cứu người đi. Được, lão đại nhân, thay đổi phương hướng, chúng ta đi cứu người. Lão đại nhân, không phải hướng này, là bên đó. Sư tôn của cậu ở bên đó. Có cần cậu đi cứu hay sao?
trước mặt nhanh chóng rời khỏi tương tư vực quan trọng hơn. Nếu bị hắn phát hiện, đám nhóc các cậu đã chạy hết rồi, lão phu cũng không có cách giải thích. Hà tỷ đi đâu vậy? Nhị sư tỷ đợi đợi với. Ơi sư đợi sư muội đừng nỗ mãng. Tiểu cô, chúng ta cũng đi được. Hơi đứa trẻ tùy hứng này, các con đi theo cẩn thận đó. Ta mấy người, đám nhóc này lại bốc đồng như vậy, hỏng chuyện rồi, hỏng chuyện rồi. Tình hình bên đó của mấy người sao rồi? Sao đột nhiên lại đánh nhau rồi? Gặp được năm vị vực chủ không sao? Năm vị vực chủ còn không sao, đám nhóc đã chạy qua đó rồi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể nào giải thích với Dương Khai đâu. Tới hay lắm, kêu họ đừng để lộ hành tung trước, lát nữa có thể cẩn thận phối hợp giết địch. Giết những vực chủ đó sao? Sao hắn cũng nhiễm cái căn bệnh chém gió đó rồi? Cũng không biết là học ai nữa. Bây giờ tuy thực lực của những nhóc con đó không tệ, nhưng liên thủ lại, cao nhất cũng chỉ ứng phó được với một vị vực chủ, người ta lại có tới 5 vị. Giết vực chủ ta tin. Bỏ đi, chuyện đến bước này cũng chỉ có thể chọn tin nhắn thôi. Trước hết phải gọi đám nhóc đó quay lại. Lão đại nhân, cha nuôi đang ở phía trước. Thật sự là sư tôn sao? Không sai, Dương Khai đang ở bên này. Những vực chủ đó là đang truy sát cậu ta. To gan thật, ta phải đi giúp sư tôn một tay. Chậm đã, Dương Khai muốn mấy người đừng để lộ hành tung trước. Sau đó có thể cần mấy người phối hợp giết địch. Lão đại nhân, tuy chủ nhân đã có tu vi bát phẩm khai thiên, nhưng số lượng vực chủ ở bên đó hình như là cũng không ít, có thể ứng phó được sao? Bản lĩnh của chủ nhân nhà các người mà ngươi còn không rõ hay sao? Nếu cậu ta đã nói như vậy, chắc chắn là sẽ lắm chắc. Cũng phải, nếu chủ nhân đã hành sự như vậy, thì chắc chắn là có đạo lý của bản thân. Chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều, nghe theo mệnh lệnh là được. Coi như đã đánh lừa được rồi. Cái gì? Bọn nhỏ qua đây hết rồi sao? Cậu cũng biết đấy, phần thân nó của ta không có chính kiến. Có điều cậu cũng đừng quá lo lắng, Dương Tiêu. Dương Tiêu tử, Dương Tiêu và ba đồ đệ đó của cậu đều là thất phẩm, thậm chí Dương Tuyết cũng có lục phẩm đỉnh phong, họ có thể tự bảo vệ mình. Vậy Tiểu Hắc Tiểu Hồng đâu? Bây giờ thực lực ra sao rồi? Hai người này vẫn luôn tu hành bên cạnh lão phù, tuy kém một chút, nhưng cũng có trình độ nhân tộc lục phẩm rồi. Còn may, 7 thất phẩm, 3 lục phẩm, nếu tính thêm phân thân của lão đại nhân, dù gặp phải tiên thiên vực chủ, cũng có năng lực chiến đấu một trận. Đám nhóc này, trở thành du nghiệp giả, cũng đã được mấy năm nay, có thể vẫn luôn bình an vô sự. Một mặt là dựa vào phúc của phân thân lão phù, một mặt cũng là họ tự trưởng thành đủ nhanh. Bản thân mới là căn bản, thực lực bản thân không đủ, dù người khác có bảo vệ thế nào cũng vô dụng. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, nhắm mắt làm liều thật sự bất lợi cho sự trưởng thành sau này của họ. Dương Tiểu Tử, đột nhiên có thêm một đội quân chi viện vừa mạnh còn ẩn nấp ở trong bóng tối, cậu không có dự tính gì sao? Ngài nói không sai, đã đến lúc để bọn nhóc mở mang kiến thức về sức mạnh của tiên thiên vực chủ rồi.